để chút nữa nó vô nó lấy một lít đi gửi mẫu người ta nữa rồi tính với nó. Dương á, anh em á, nghe chưa?
Ừ, để chút nữa nó vô nó lấy lít đi gửi mẫu người ta nữa rồi tính với nó Dương á, anh em á, nghe chưa?